Với thông điệp thúc đẩy nền tảng giải pháp số, tiên phong phát triển các hệ sinh thái số, lễ trao giải thưởng Sao Khuê 2021, giải thưởng thường niên dành cho các nền tảng số, sản phẩm phần mềm, dịch vụ công nghệ thông tin nổi bật Việt Nam đã diễn ra sáng hôm nay tại Hà Nội với 180 giải thưởng dành cho các sản phẩm xuất sắc. Đây là thay đổi quan trọng nhằm khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ thông tin đầu tư phát triển các nền tảng số, kết hợp cùng các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, tạo dựng các hệ sinh thái số cho Việt Nam. Giải thưởng Sao Khuê năm thứ 18 với 180 nền tảng, dịch vụ, giải pháp công nghệ thông tin xuất sắc đã nhận được giải thưởng. Giải thưởng Sao Khuê tập trung phần lớn vào các ngành kinh tế trọng điểm ưu tiên chuyển đổi số theo chương trình chuyển đổi số quốc gia như chính phủ điện tử, tài chính ngân hàng, giáo dục, y tế. Điểm nhấn là hạng mục mới nền tảng chuyển đổi số với 25 nền tảng được lựa chọn trao tặng giải thưởng, hướng đến các giải pháp giúp doanh nghiệp chuyển đổi số. Nền tảng chuyển đổi số OneDX cho phép có thể kết nối phát triển hệ sinh thái ICT của Việt Nam, cung cấp được các cái sản phẩm dịch vụ xuyên suốt các cái nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, kể cả trong VNPT và ngoài VNPT. Các sản phẩm, dịch vụ tham gia bình chọn năm nay có sự tăng trưởng và có nhiều đổi mới sáng tạo trong đầu tư phát triển sản phẩm, ứng dụng xu hướng công nghệ mới. Riêng doanh số của top 10 Sao Khuê là trên 2.100 tỷ đồng. Đây là điểm sáng có tác động lan tỏa, góp phần vào tăng trưởng kinh tế số của Việt Nam.